Trước mắt các bác là một chiếc âm ly Kenwood mã là K990D. Tôi bán giá rất mềm cho một âm ly khủng 4,5 triệu đồng. Tại sao tôi bảo nó khủng? Bởi vì nó cái nội thất bên trong cực kỳ gấu luôn. Lúc nữa tôi sẽ mở một cái nắp rồi sẽ mở quay một video khác cho các bác xem. Âm ly này đánh hai đôi loa AB cộng B, chỉnh bát chép, cân loa, lao lướt đầy đủ. Tôi đang cắm tín hiệu vào đường tuner. Khi cắm tuner thì mình không được bấm CD straight. Và nếu cắm vào đường CD thì bấm cái này. Lúc đây cũng cân loa này. AUX nó đặt trước. Đây. Lao lướt đây. Con này chạy 8 con sò than, loại rất to. Nguồn to, 4 tụ lọc. Nội thất bên trong phải nói là rất là khủng. Hàng bãi nguyên zin luôn. Góc cạnh thì có chỗ duy nhất chỗ này móp gõ ra được. Còn xước sát một vài chỗ có thì tổng thể còn quá ok luôn. Góc cạnh vuông vức. Bề ngang chắc tầm 44, bề cao tầm 16, bề sâu chắc tầm 40. Âm ly có cả chức năng pre, có nghĩa là chức năng chỉnh nhạc cho một âm ly khác. Đôi loa A, loa B 300W sản xuất tại Nhật Bản, điện 100V, số series 845 990D. Tôi sẽ mở nhạc to hơn để các bác cùng nghe. Cái tiếng trống nó đánh cực kỳ uy lực luôn. Âm ly này đánh loa bát 40 vô tư các bác nhé. Người vừa tàn ca vết thương đau ngọt ngào. Trống chiêng rất mạnh luôn. Tép thì cũng rất nhiều. Tôi vẫn để bát chép ở mức giữa các bác. Bởi vì ít khi tôi vặn lắm. Từ bao cuộc vui đã chớm nghe lừa dối che giấu trên nụ môi những lời yêu quá tà tơi. Thà một lần đi cách xa nhau ngàn đời cho lệ này ngừng rơi. Bác nào có những đôi loa gấu như thế này nó chơi ra hết chất loa luôn. Người vội vàng lên nhan sắc chưa tàn úa, mai mốt sang cuộc vui chẳng còn mong những ngọn bụi. Từ đây xa rồi đôi cánh tay ngoan, từ đây xa từ lời nói tiêu hoa, từ đây chỉ còn lại một mình ta. Giờ thế mỗi chi. Vâng, trong video tôi đã quay rất rõ ràng. Hàng tùy theo độ đẹp mà để các cái giá khác nhau, nên các bác xem và cân nhắc xem rõ. Còn hàng nếu đẹp thì con này nó bán giá cao hơn, nếu hàng bình thường bán giá khác, hàng xấu bán giá khác. Đây là trên mạng có rất nhiều loại giá. Mọi thứ, người bán hàng không bao giờ nhầm giá, chỉ có người mua nhầm giá. Đấy là câu khẳng định 100% như vậy. Xin cảm ơn sự theo dõi ủng hộ của quý khách. Xin chào.